Xin chào các bạn khán giả đã quay trở lại với tin tức mới. Rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin nóng nhất có trong ngày. Và ngay bây giờ, các bạn hãy dành ra ít phút để cùng với mình cập nhật tin tức mới nhất có trong ngày hôm nay nhé! Đi bộ về thăm con trong thời gian giãn cách thì bị lập biên bản Người đàn ông cho rằng mình nhớ con và muốn đi bộ về thăm nhưng đã vi phạm quy định phòng chống dịch nên bị công an đề xuất xử phạt 7,5 triệu đồng. Tối ngày 17 tháng 8, Công an phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng phát hiện ông LVD, 30 tuổi, đi bộ trên đường Vương Thừa Vũ nên kiểm tra. Ông này không trình bày được lý do cấp bách để đi ra ngoài. Ông đây cho biết hai vợ chồng ly dị, con ông gửi cho bố mẹ mình nuôi ở phường Mân Thái, còn mình thuê trọ ở đường Thế Lữ. Tối cùng ngày, ông này nghe nội bảo con khóc, cảm thấy nhớ con nên đi bộ về nhà cha mẹ ruột để mục đích thăm con hành vi của anh Đê ra ngoài đã vi phạm quyết định 2788 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ai ở đâu thì ở đó, cấm ra đường. Ông Đê bị công an phường lập biên bản vi phạm hành chính về việc không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Đồng thời công an cũng đề xuất cấp trên xử phạt hành vi này với số tiền là 7,5 triệu đồng vừa rồi là những thông tin vừa được tổng hợp trong ngày của tin tức mới cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của chúng mình đừng quên để lại ý kiến đóng góp hay chia sẻ cảm nhận bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo